Xin chào anh em nha, mình là Sơn Nguyễn Farm. Có một số anh em hỏi mình là con gồng Barbie mới nở ăn cái gì là ok nhất. Thì mình cũng chia sẻ với anh em luôn là có thể anh em tư vấn cho anh em á, có thể đúng mà chưa tư vấn kỹ cho anh em hiểu sai vấn đề. Ví dụ á, anh em tư vấn cho anh em á, con gồng Barbie á ăn được rau muống ha, ăn được rau muống nè, rau lang nè, cải ngọt, bù ngót nè, đủ hết, cái gì cũng được. Nhưng anh em phải hiểu một điều, con gồng Barbie là nó đang thời gian tập ăn, thì cái thức ăn của nó đầu tiên của nó là cái gì thì mình nên cho ăn cái đó thường xuyên. Giống như cái này rau muống thì mình sẽ ăn rau muống thường xuyên luôn. Ví dụ mà mình muốn cho ăn cái rau lang thì mình kèm rau lang vô, thì cho ăn chùm ngay cải ngọt mình kèm vô rau muống, khi đó nó quen cái khẩu vị rồi đó thì nó ăn mặn. Còn anh em mà mới về cho ăn rau muống, qua bữa sau cho ăn rau lang, qua bữa sau cho ăn cái ngọt, rồi cái nó cảm giác nó ăn không được, nó ăn ít xong cái nó không nhanh lớn, thấy không? Bởi vì á, em thường thường là em cho ăn rau muống, tư vấn anh em á, của em á là cho ăn rau muống là đem về mình cắt nhỏ ra, cắt rau muống nhỏ ra xong cái rồi cái bữa nào mà có rau lang cái ngọt á mình trộn vô, mà vẫn cho ăn rau muống nha, rau muống thường xuyên luôn là không bỏ được. Còn mấy kia là mình trộn vô thêm là ok. Rồi sau khi mình cắt nhỏ ra ăn gì, phải không, nói ra được gì nè, mình để vô dĩa thức ăn nè, mình gứa nhẹ lên. Thức ăn này á, thì hay gì á, anh em cho ăn thêm bí nè, cho ăn chuối nè, ăn mít nè, ăn gì tùm lum hết trơn á mà mất công. Thì cái này thức ăn có dinh dưỡng sẵn rồi, khi anh em cho ăn rau muống xong kèm thức ăn vô là cái dinh dưỡng nó đủ cho con gồng khỏe mạnh rồi. Thì khi qua cái giai đoạn đó, qua giai đoạn mà nhỏ tại cái này nè, nó có cái men tiêu hóa có sẵn trong đó đầy đủ hết, thì bởi vì anh em cho ăn á không sợ cái tình trạng là bị gọi là đường ruột nó không tiêu á đó. Thì mình cứ cho ăn rau này gãi miếng ăn lên là ok. Thì anh em nuôi gồng biết rồi, trời mưa trời gió thì anh em bật đèn sưởi với nó, còn không có mưa thì chăn bình thường, cứ nắng lên cho ăn, còn tắm rửa nó sáng xịt cử, tối chiều xịt cử, ngày hai cử, rồi kèm đèn cái nó, trời mưa trời gió kèm đèn thêm, còn không có thì thôi không gì hết ha. Rồi bye bye, chào anh em. Tư vấn nhẹ cho anh em biết cái cách chăm gồng thôi.